Trầm Vượng Hưng phai. Thành Nghị hòa Bad Boy ma rời đẹp hết nước chấm. Hợp tác cùng Dương Tử trong Trầm Vượng Hưng phai, tuy Thành Nghị vẫn diễn ổn, vẫn đẹp trai đậm chất tiên khí, nhưng lại bị che một màu. Quả thật với vai Ứng Uyên Đế Quân và Đường Châu, chúng tôi chưa thấy được sự thay đổi nào đặc biệt, mới lạ từ Thành Nghị. Vẫn là tạo hình cổ trang tiên hiệp, vẫn là sự ôn nhu, có chút lạnh lùng, ngây ngốc như hồi đóng Vũ Tư Phượng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Đường như Thành Nghị chỉ có nhiều đó ở Trầm Vượng Hưng phai thì mới đây, là tạo hình của anh trong phần 2 Trầm Phương Trùng Hoa, đã mang đến nhiều bất ngờ cho chúng tôi và người xem. Không còn là trai ngoan, lòng mang trùng sinh thiên hạ như hồi đầu nữa. Thành Nghị giờ hóa thân vào nhân vật huyền dạ, người cha chuyên tạo nghiệp phá nát xóm làng của Ứng Uyên. Trong bộ ảnh tung ra nhà hàng tạo hình của huyền dạ, dễ dàng nhận thấy Thành Nghị có nhiều thay đổi khi diện mái tóc xoăn trắng, thân mặc chiến giáp, ánh mắt vừa ma mị quyến hút. Gương mặt với biểu cảm hơi đều của Thành Nghị làm người xem phải tầm tắc khen ngợi, bởi như thế mới đúng chất bad boy của huyền dạ. Nhìn chung chúng tôi thấy đây là tạo hình đặc biệt nhất của Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương phai, cũng là vai diễn thay đổi sắc thái nhiều nhất so với trước đây của anh. Trước loạt ảnh mới được tung ra, người hâm mộ không ngừng hú hét vì huyền dạ. Ngay cả những cộng đồng mạng không theo dõi phim cũng phải gật đầu đồng ý rằng Thành Nghị đã thay đổi nhiều hơn ở tạo hình này. Hãy cùng chúng tôi xem qua một vài bình luận. Mấy đập đầu đúng là giống Vũ Tư Phượng, cơ mặt tạo hình huyền dạ nhìn thấy khác hẳn. Đấy, chặn mấy vai như này có phải hơn không? Cứ thâm tình với phun siro làm gì? Đẹp thiệt á trời, coi ảnh mà mê lem quá đáng luôn. Cha phá hết mình, con bảo vệ hết hồn là đây. Coi bộ này còn đẹp hơn vai Ứng Uyên với Đường Châu đó nha. Với tạo hình đẹp ma mị và tính cách nhân vật mới lạ hơn, Thành Nghị đã được khen không ngớt với nhân vật huyền dạ. Chúng tôi hy vọng sau vai diễn này, Thành Nghị sẽ có thêm nhiều nhân vật mới mẻ, ít nhất không bị nhàm chán như Ứng Uyên và Đường Châu. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.